Mình đang tới một cái thành phố Arigento. Xin xin nằm ở trên ấy, đang đi tìm nè, trung tâm phố, kiếm gì ăn nè, gì ăn gì uống nè. À, phong cách của Ý đẹp, bởi vì tại sao mà ở đâu ai cũng thích phong cách Ý ha. Ba Thiên Pizza. Cái này cho ui nè, đẹp như nè. Bán gì không biết luôn. Bia này nữa. Menu. Này bán gì kìa? Có xe quýt rồi, nhà đóng cửa rồi. Cửa hả? Arigento. Là giống người Pháp không giờ này? Chưa đâu, 12 giờ mà. Sao nghỉ ngơi ta? Rửa chân nghỉ ngơi chân trời. Đi Ý đi Pháp là thế đấy. Rồi nhìn cách ha. Mấy tưởng tượng ai ha, hẹn gơ ra ha, đứng ở trên cái hỏi chắc cái gơ trốn nhà thòng dây xuống ở trồng chuối ban công nữa kìa. Đây con cọt thì nó bán thức ăn gì nè, chứ cũng đóng mẹ chân rồi. Không, anh có mở cửa không đây nè, thức ăn. Họ để họ cắt toàn là ở trên đồi không á. Đường này lót gạch nè. Quán ăn giờ đóng cửa hết trơn rồi. Shit. Lấy gì ăn? Ở đây. Đường cầu thang len len lõi trên đó đẹp quá. Gơ mở ông Hồng đang đứng hẹn mình đi chơi á, gơ đó đó đứng đi gác không đang hẹn hò đi hai gơ đợi anh đó hả? Đợi chửi. Mau rồi, tóc rồi, nó đẹp rồi. À, đeo là có thức ăn. Hello. How are you? Không trả lời. Thấy ghét không? Ai biết? Hỏi không trả lời thôi. Đi tiếp. Tối mới gặp ổng hú hồn á. Thân thần da đen. Gì đây? Bán gì nè?
À, trên này có gì nè, nhưng mà cái mình không biết là chủ nhật hay là sao á, giờ này tao đóng cửa hết trơn à. Rồi tiếc thiệt chứ. Ôi đẹp thiệt nha. Ui nhìn hay á. Nhìn đẹp á. Nhìn kiểu khung cảnh nó dễ thương á. Ôi, mình thì không có biết nó khác nhau như thế nào ha, nhưng mà ý thì nó đặc số là vậy. Không cửa nữa. Nó mở đâu nè, đóng nữa ba coi. Hả? Bên này coi coi, mở cửa không? Không, đóng rồi, lẹ nó thôi. Ăn thì là lạ ngon mà. Đóng cửa hết trơn. Thua thiệt. Đi nữa không? Không có đâu, cũng vậy lắm hết trơn à. Cái close step. À, khu này thì nó đẹp, xinh xắn, nhưng mà có một cái mình không biết chủ nhật cái đóng cửa hay sao, không có, kiếm không có gì ạ. Có ăn mà bán kem. Mình đang kiếm thức ăn mà. Ở trong, đứng đi, đi đi, trong đây có nhà hàng đó nè. Họ thiết kế nhà cửa sau đó là cầu thang lên vậy đó, đó nhà hàng này chứ đó. Dễ thương ha. Rồi mát dễ sợ luôn. Từ dưới từ trên vậy đó. Đó, mấy bà đứng ở ban công ngồi nói chuyện dễ thương không? Đó. Đứng ban công nghe nói chuyện hết vui lắm nha. Mấy bà tám á, đứng ban công á, cái cười á. Mình cũng dự định đi Ragusa nhưng mà chắc không đi quá. Thì mình nghĩ đó nó cũng như thế này thôi. Nó cũng là những cái bậc thang rồi lên là những nhà cửa nó như thế này. Tôi nghĩ là Ragusa nó cũng giống như vậy thôi, chắc không đi. Thôi đi biển chút xíu rồi về luôn. À, đã đến khu vực này gọi là nấc thang của người Thổ Nhĩ Kỳ đến đây. Mình thấy là rất đã vô rất đẹp, ở ngoài biển nó còn đẹp nữa. Nhưng mà 40 độ, hiện giờ là 40 độ đi không nổi. À, muốn kiếm chỗ đậu xe để đi ra biển là không, hoàn toàn không chịu nổi, chịu thua thiệt. Không quá. Mà giờ cách nhà khoảng 170 giờ 180 cây số. Chờ cho chiều mát thì tối về rồi. Nó chuẩn bị ngày mai đi lên Palermo nữa. À, rất tiếc chịu thua. À, nãy chạy xe vòng vòng thì coi cũng thấy cảnh này. Nên là muốn quay thì drone quay cũng không được luôn nữa. Quá nóng, chịu. Ai không được đi. Thì đó, mình đi tới cái biển đó thôi, xong rồi mình đứng dưới rồi mình chụp hình hay là mình ngó thôi, hiểu không? Đó, biển đó vô là rất đẹp nha. Đẹp lắm. Nhưng mà tiếc rằng là không có ai được xuống dưới đó hết. Thì thấy không, không có người xuống. À, không có người xuống thì thôi. Chỉ tàu chạy ngoài đó thôi. Có người ta quá trời biển luôn đó, đã vui không? Đã vui. Đại khái là đã thấy được cái nơi gì rồi, sao hài lòng cho em rồi. Thích không? Thích.
ngược lại mà, chữ nhật ngược lại mà. Đây, con không biết vải đá vôi không là màu trắng nha. Rồi đây, đi phạt xe. Rồi cũng tội nghiệp lắm nha. Ôi đi phạt xe mà coi như là cũng phải chân nắng như lắm á. Quá trời luôn, quá trời luôn. Ôi phạt xe. Wow. Ôi khúc hồi nãy. Quá trời luôn bị phạt. Chỗ được chú không? Chỗ người ta cấm mà. Đó mình không coi được ở dưới nước thì mình coi ở đây cũng quy rang vậy đó. Mà ở dưới nước thì nó bự hơn. Dưới nước thì nó bự hơn. Còn bên đây là biển tắm. Nói chung là mình bây giờ phải về. Sáng đó trời ơi nóng muốn điên cái đầu luôn á. Đó, bây giờ trước khi về cũng giả từ quay đường khúc ha. Trước khi giả từ về ha. Và hay hàng cây rất đẹp nha. Hàng cây đẹp lắm. Thẳng song song anh thấy không? Cây thẳng song song á. Chào đón mình đến. Hiện giờ là 6 giờ rưỡi chiều rồi. Còn nóng 40 độ. 40 độ nóng. Xin còn 39.